Với ước nguyện gìn giữ và phát huy giá trị dòng thiền Trúc Lâm Việt Nam, một hệ phái của Phật giáo Việt Nam, Đại tướng Phạm Giang Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã phát tâm xây dựng nhiều thiền viện Trúc Lâm ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu. Sau hơn một năm triển khai xây dựng, hiện nay thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu đã hoàn thành giai đoạn đầu, được nghiệm thu bàn giao vào đầu năm 2019. Thiền viện Trúc Lâm do Đại tướng Phạm Giang Trà, vận động Phật tử, nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong nước đóng góp xây dựng. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 18 hecta tại phường Nhà Mát, cách trung tâm thành phố Bạc Liêu khoảng 8 km hướng ra biển. Giai đoạn đầu, thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu đã xây dựng các hạng mục như chánh điện, nhà tổ, gác chuông, gác trống, cổng tam quan, nhà trụ trì. Đại tướng Phạm Giang Trà đã bàn giao công trình thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, do Đại Đức Thích Đạt Ma Khả Kiến, trưởng ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, làm trụ trì thiền viện. Đại Đức Thích Đạt Ma Khả Kiến cho biết, theo thiết kế, ngoài tòa chánh điện, thiền viện còn có các hạng mục như nhà tổ, lầu chuông, lầu trống, cổng tam quan. Tiếp tục sẽ làm nhà bếp, nhà ăn, với nhà tăng, cũng như nhà cho Phật tử đến công quả để ở, và khu bãi đậu xe là một số hạng mục mà trước mắt cấp bách cần thiết để mình có, để có thể tiện trong cái việc sinh hoạt, tu học cũng như là của tăng ni Phật tử. Thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu là một trong những thiền viện Trúc Lâm được xây dựng ở các tỉnh như Kiên Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Cà Mau, Hậu Giang nhằm khôi phục dòng thiền Trúc Lâm Việt Nam một thuở, đánh dấu giai đoạn phát triển rực rỡ của dòng thiền nước Việt vào đầu thế kỷ 21, nêu cao truyền thống Phật giáo gắn liền với dân tộc từ thời xưa cho đến nay. Theo Đại Đức Thích Đạt Ma Khả Kiến, trụ trì thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu, thì thiền viện được xây dựng nhằm mục đích hướng dẫn tu học, nâng cao đạo đức, trường dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội, đẩy lùi các biểu hiện mê tín dị đoan, hướng dẫn con người hướng đến giá trị chân thiện mỹ. Đồng thời tôn vinh những giá trị tinh thần của Phật giáo thời nhà Trần đã góp phần tạo nên sức mạnh toàn dân, đánh thắng giặc ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi biên cương tổ quốc. Thiền viện là có một cái như là một cái chỗ nơi để cho tăng ni Phật tử nương về để hiểu về lời của tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông về đường lối tu tập của thiền, để mọi người có thể hiểu và áp dụng tu tập để được có thể là được những cái an lạc thật sự mà cái gì mà tổ đã gây dựng. Thiền viện mang đậm dấu ấn kiến trúc chùa Việt Nam đương đại với cổng tam quan, những họa tiết chi tiết điêu khắc tinh tế và sắc sảo, lầu trống gác chuông lợp ngói. Ngoài tượng Phật Thích Ca bằng đồng, toàn bộ hệ thống cột vách của thiền viện đều bằng gỗ lim. Mặc dù mới đưa vào hoạt động, nhưng hiện nay thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu thu hút rất đông khách thập phương tham quan chiêm bái. Sau khi hoàn thành các hạng mục còn lại, chắc rằng trong tương lai gần, thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu sẽ góp phần tạo nên điểm nhấn về du lịch tâm linh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Phật tử, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Bạc Liêu.